10 bài học thành công từ Lionel Messi, cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới. Một trong những nguồn cảm hứng yêu thích của tôi là Lionel Messi, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. Messi được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng trong quá khứ chứng tỏ anh ấy giỏi như thế nào, bao gồm cả cầu thủ bóng đá nhất nhì thế giới. Giống như hầu hết những người phi thường khác, thành công đáng kể của Lionel Messi không đến từ sự may mắn hay cơ hội thuần túy. Trên thực tế, anh ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và rèn luyện hầu như mỗi ngày để trở thành một người thành công như ngày hôm nay. Dưới đây là 10 bài học thành công của Lionel Messi, hy vọng sẽ có ích cho bạn. 1. Chiến đấu vì những gì bạn tin tưởng. Nếu bạn có ước mơ, bạn phải nỗ lực để đạt được nó. Thành công sẽ không đến dễ dàng. Có một cái giá phải trả và bạn phải sẵn sàng trả để đạt được những gì mình muốn. Hầu hết mọi người không thành công bởi vì họ không sẵn sàng làm những gì cần thiết để tạo ra những kết quả phi thường. Sự khác biệt giữa bình thường và phi thường là một chút cố gắng. Có nghĩa là bạn phải làm nhiều hơn nữa, đi xa hơn, nỗ lực nhiều hơn, thức dậy sớm hơn và ở lại muộn hơn để tạo ra nhiều hơn cho những gì bạn thực sự mong muốn đạt được trong cuộc sống. Lionel Messi nói, bạn phải chiến đấu để đạt được ước mơ của mình. Bạn phải hy sinh và làm việc chăm chỉ vì nó. 2. Thành công cũng cần có thời gian. Đây là một trong những câu nói yêu thích của tôi từ Messi. Nó nhắc nhở tôi rằng thành công là một quá trình lâu dài và nó không phải là điều mà bạn có thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì vậy, hãy ngừng tìm kiếm các lối tắt hoặc các kế hoạch làm giàu một cách nhanh chóng. Rome không được xây dựng trong một ngày và Steve Jobs đã không thành lập Apple chỉ trong một đêm. Sẽ cần rất nhiều nỗ lực và tính nhất quán để tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Do đó, hãy cam kết nỗ lực thực hiện ước mơ của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc hành trình có thể không dễ dàng, nhưng phần thưởng sẽ rất xứng đáng với một người luôn biết cố gắng. Lionel Messi nói, tôi đã mất 17 năm và 114 ngày để đạt được thành công chỉ sau một đêm. 3. Chỉ làm những gì bạn yêu thích. Điều này có thôi thúc bạn không? Những người tuyệt vời có thể tạo ra kết quả tuyệt vời bởi vì họ yêu thích những gì họ làm. Và khi bạn yêu thích những gì bạn làm, bạn sẽ làm được việc lớn. Michael Jordan sẽ không bao giờ xuất sắc trong môn bóng rổ nếu anh ấy không có tình yêu với môn thể thao này. Warren Buffett đã kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ nhờ đầu tư bởi vì ông có một niềm đam mê mãnh liệt với việc đầu tư đó. Jack Ma không thể ngăn bản thân suy nghĩ và nói về công việc kinh doanh của mình vì nó đã nằm trong máu của anh. Anh ấy ngủ, uống rượu, nói chuyện, đi bộ và mơ về công việc kinh doanh của mình mọi lúc mọi nơi. Bạn cũng phải giống như vậy nếu bạn muốn tạo ra điều gì đó tuyệt vời trong cuộc sống. Yêu những gì bạn làm và sống hết mình với đam mê của mình. Lionel Messi nói, những gì tôi làm là chơi bóng đá, đó là những gì tôi thích. 4. Luôn có thể cải tiến. Bạn phải tập trung vào việc cải thiện mỗi ngày. Nếu bạn đang kinh doanh, bạn cần nâng cao kiến thức và kỹ năng kinh doanh của mình. Nếu bạn là một nhà văn, bạn cần cải thiện kỹ năng viết của mình mỗi ngày. Cách duy nhất để trở nên tốt hơn trong những gì bạn làm là cam kết cải thiện và phát triển bản thân của mình mỗi ngày. Vì vậy, hãy làm điều gì đó giúp bạn tốt hơn mỗi ngày. Đọc sách để nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng của bạn, viết nhiều hơn, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người cố vấn. Lionel Messi nói, ngày bạn nghĩ rằng không có cải tiến nào được thực hiện là một ngày đáng buồn cho bất kỳ người chơi nào. 5. Phần thưởng cho đội ngũ của bạn những gì họ xứng đáng. Không ai có thể thành công một mình trên thế giới này. Trên thực tế, không có cái gọi là triệu phú hay tỷ phú tự thân thực sự. Bạn cần khách hàng và khách hàng ủng hộ bạn. Bạn cần nhân viên của bạn và các đối tác của bạn để giúp bạn. Walt Disney có Roy Disney và Steve Jobs có Steve Wozniak để giúp xây dựng đế chế kinh doanh của họ. Thế còn bạn? Lionel Messi nói, tôi may mắn được trở thành một phần của một đội giúp tôi trông đẹp hơn và họ xứng đáng nhận được nhiều sự tín nhiệm. Cho thành công của tôi như tôi đã làm cho những công việc khó khăn mà tất cả chúng tôi đã bỏ ra trên sân tập. 6.
đừng làm tất cả vì tiền, đừng đuổi theo tiền nữa. Tiền chỉ là điểm số từ việc thực hiện ước mơ của bạn. Nó là sản phẩm phụ từ thành quả của bạn. Chiến thắng thực sự đến từ sự tiến bộ của bạn, miễn là bạn đang tiến về phía trước mỗi ngày. Bạn cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu của mình và ngừng theo đuổi đối tượng sáng bóng tiếp theo. Bạn không cần phải so sánh mình với người khác. Hãy cứ là chính mình và làm những gì bạn phải làm. Lionel Messi nói, tiền không phải là yếu tố thúc đẩy. Tiền không làm tôi phấn khích hay khiến tôi chơi tốt hơn, bởi vì giàu có sẽ mang lại nhiều lợi ích. Tôi chỉ hạnh phúc với một quả bóng dưới chân mình. Động lực của tôi đến từ việc chơi trò chơi mà tôi yêu thích. Nếu tôi không được trả tiền để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi sẽ sẵn sàng chơi bóng mà không có gì cả. 7. Đừng quên điều quan trọng nhất đối với bạn. Đôi khi chúng ta quá ám ảnh về một điều gì đó và chúng ta bỏ bê những điều khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tôi đã thấy những người theo đuổi tiền bạc và họ bắt đầu hoàn toàn phớt lờ chính những người thân trong gia đình của mình. Đừng bao giờ để điều này xảy ra với bạn. Đúng, chiến thắng là quan trọng, nhưng bạn không thể chiến thắng mọi lúc và chiến thắng không phải là điều duy nhất bạn có trong đời. Hãy luôn biết ơn những gì bạn đang có và biết ơn những người xung quanh mình. 8. Hãy nhớ rằng đó không phải là tất cả về bạn. Luôn tập trung vào việc giành chiến thắng với tư cách một tổ đội, thay vì chỉ là một người. Elon Musk, người đứng sau Tesla, đã nói thế này. Tôi không tạo ra công ty vì mục tiêu tạo ra công ty, mà để hoàn thành công việc. Bạn đang ở trong một đội, bất kể bạn đang kinh doanh hay chơi thể thao. Vì vậy hãy làm việc như một đội. Đặt ưu tiên chính của bạn vào các mục tiêu của nhóm hơn là nhiệm vụ cá nhân của riêng bạn. Đây là cách nhóm của bạn có thể phát triển và không ngừng tiến lên phía trước. 9. Luôn cho đi mọi thứ bạn có. Bạn phải tin tưởng bản thân và tin vào ước mơ của mình. Khi bạn nghi ngờ, bạn sẽ không bao giờ đặt hết 100% của mình vào. Những người thực sự tin tưởng vào ước mơ của họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết vì họ biết rằng bằng cách nào đó ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực. Và điều này khiến họ dốc hết 100% sức lực và nỗ lực hết mình. Bạn đang đặt 100% vào và bạn có tin vào bản thân và ước mơ của mình không? 10. Học cách chấp nhận thất bại của bạn. Không ai có thể chiến thắng mọi lúc. Đôi khi bạn tiến bộ hơn và học được nhiều hơn từ thất bại và trải qua thất bại của mình. Bạn không cần phải cảm thấy thất vọng hay khó chịu khi thất bại. Nó chỉ là một phần của chu kỳ. Bạn không thể nhìn thấy ánh hào quang mỗi ngày được. Có lúc trời sẽ mưa, có lúc mây mù và có lúc mặt trời ló dạng trên cao. Mọi thứ sẽ đến và đi. Vì vậy, hãy trân trọng những gì bạn có ngay bây giờ và tận hưởng từng giây phút, dù bạn đang thắng hay thua. Khi bạn chiến thắng, hãy làm việc chăm chỉ và tiếp tục tiến về phía trước. Khi bạn thua cuộc, hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa và học hỏi từ những sai lầm của bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.